Chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room. Người dùng Apple sẽ có xu hướng lựa chọn sản phẩm theo nguyên một bộ bởi vì tính tiện lợi của hệ sinh thái Apple mang lại cho người dùng. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy một người dùng máy tính MacBook đi kèm với điện thoại iPhone. Nếu muốn mua smartwatch thì chắc chắn Apple Watch là sự lựa chọn đầu tiên, còn máy tính bảng đương nhiên là iPad. Nhưng mà số tiền đã đầu tư cho nguyên bộ sản phẩm đến từ Apple là rất tốn kém. Tới phụ kiện mà chúng ta còn mua đồ chính hãng Apple nữa chắc là đi luôn hai quả thận. Nên là sự lựa chọn những món phụ kiện đến từ hãng thứ ba được rất là nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà phụ kiện thứ ba như thế nào mới đủ tốt, đủ an toàn cho sản phẩm Apple của mình? Bởi vì không ai muốn những cái sản phẩm logo táo giá vài chục triệu đồng lại bị hỏng hóc, giảm tuổi thọ bởi những cái sản phẩm phụ kiện tào lao giá vài trăm ngàn cả. Hôm nay trong video lần này thì mình sẽ đề xuất cho các bạn một bộ sản phẩm được rất là nhiều anh em Apple user tại công ty mình đang tin dùng bởi chất lượng này, an toàn và giá thành lại phải chăng hơn cả đồ phụ kiện chính hãng Apple. Một vài món trong bộ sản phẩm này còn xuất hiện trên cả trang web của Apple Store nữa nên chúng ta có thể yên tâm để sử dụng. Đó chính là bộ sản phẩm đến từ Logitech. Và ngoài ra Logitech còn sản xuất nguyên cả một bộ sản phẩm dành riêng cho người dùng Apple luôn. Chỉ cần lên đó và chọn cái thứ bạn đang cần dùng chứ không cần phải tìm từng món vô cùng khó khăn và phức tạp. Nếu các bạn đang sử dụng iPad Pro 11 inch hoặc iPad Pro 12.9 inch Gen 3 mà những chiếc Smart Keyboard chính hãng từ Apple không thể nào làm bạn hài lòng được về mức độ hoàn thiện, khả năng chắc chắn, khả năng bảo vệ chiếc iPad hoặc là hành trình phím kém, thao tác gõ không tối ưu thì Logitech Slim Folio Pro là một trong những sự lựa chọn bàn phím đi kèm với iPad các bạn nên nghĩ tới. Không chỉ là một chiếc bàn phím, Slim Folio Pro còn là một chiếc bao da chắc chắn giúp bảo vệ và cố định chiếc iPad quý giá của bạn khi không dùng đến. Với các lớp cao su dày và da cấu kỹ ở các góc, khả năng bảo vệ của chiếc cây này đảm bảo ăn đứt bàn phím đến từ Apple. Ngoài ra bàn phím có đèn nền, hỗ trợ thao tác trong tối, hành trình phím tới 1.6mm cho cảm giác bấm chính xác và thoải mái hơn. Dãy phím chức năng và điều khiển media phía trên cũng hỗ trợ rất nhiều trong việc trải nghiệm hàng ngày. Một điểm khác biệt lớn giữa Folio Pro và Smart Keyboard đến từ Apple là việc kết nối. Thay vì cổng Smart Connector ở phía sau thì bàn phím này kết nối với iPad thông qua kết nối Bluetooth. Nhưng không vì vậy mà khả năng kết nối của chiếc bàn phím này không tốt. Trong quá trình trải nghiệm của mình thì chiếc bàn phím này kết nối ổn định và nhanh chóng, hoàn toàn không có hiện tượng delay. Đồng thời nhờ chuẩn kết nối không dây tiết kiệm năng lượng nên Folio Pro có thể hoạt động tới 3 tháng trong một lần sạc. Và việc sạc cũng hoàn toàn dễ dàng với cổng USB Type-C đồng bộ với iPad. Cuối cùng thì giá của Folio Pro nằm ở khoảng 4 triệu đồng, vẫn thấp hơn khá nhiều so với giá bán từ 5 tới 6 triệu đồng của một chiếc bàn phím Apple chính hãng. Và nếu như cái nhu cầu làm việc của bạn không chỉ giới hạn trên một chiếc iPad mà còn mở rộng ra với cả MacBook, đồng thời thì những cái bàn phím cánh bướm đời mới trên MacBook thì sẽ không làm bạn hài lòng được về cảm giác gõ phím, đặc biệt là không an toàn bởi vì nó rất là dễ vào bụi và gây hỏng hóc, thì lựa chọn một chiếc bàn phím không dây có khả năng kết nối đa dạng là vô cùng cần thiết với người dùng. Trong video này thì mình xin giới thiệu chiếc K380 đến từ Logitech. Đây là một sản phẩm khá quen thuộc cũng như được người dùng ưa chuộng nhờ thiết kế nhỏ gọn và khả năng hoàn thiện cực kỳ tốt. K380 có khả năng chuyển đổi nhanh chóng giữa 3 thiết bị nhờ tính năng Easy Switch. Nhờ vậy chỉ với một chiếc bàn phím bạn có thể sử dụng đồng thời trên iPhone, iPad và MacBook của mình. Với trải nghiệm của mình thì cảm giác gõ trên K380 rất tốt với hành trình phím vừa phải, các phím tròn được làm lõm xuống giúp việc gõ dễ chịu hơn. Thiết kế có độ dốc nhẹ cũng giúp có một góc độ tốt để gõ phím trong khoảng thời gian dài. Đặc biệt với thời lượng sử dụng đến 2 năm giúp người dùng có thể quên đi nỗi ám ảnh về pin trên các thiết bị không dây. Và cũng giống như là Slim Folio Pro, giá của K380 cũng rẻ hơn rất nhiều những chiếc bàn phím chính hãng Apple. 689.000 đồng với 4 màu sắc trẻ trung để các bạn có thể lựa chọn. Nhắc tới bàn phím mà không nhắc tới chuột là một thiếu sót không phải là rất lớn. Và nhắc tới chuột rời như thế này thì người dùng Apple thường sẽ nghĩ ngay tới Magic Mouse, con chuột nổi tiếng đến từ thương hiệu này. Nhưng mà không phải tự nhiên, cái con chuột này trở thành một trong những sản phẩm thất bại nhất đến từ Apple. Ngoài việc thiết kế quá mỏng làm cho cảm giác trải nghiệm không hề thoải mái thì những cái thao tác cảm ứng trên con chuột rất khó làm quen trong quá trình sử dụng ban đầu. Đặc biệt đối với riêng mình thì cái điểm khó chịu nhất chính là việc con chuột Magic Mouse có cái cổng sạc nằm bên dưới đáy. Mỗi lần muốn sạc chuột thì không thể dùng được nữa mà phải lật ngửa nó nằm lên như thế này là điều mình không thể chấp nhận được. Nhưng mà chơi nhiều như vậy thì con chuột này nó cũng có những cái điểm tốt ở việc là thiết kế nhỏ gọn, di động cao nên có thể đi kèm với MacBook rất là phù hợp. Để bây giờ các bạn nghĩ tới một sự lựa chọn nào đó tốt hơn Magic Mouse nhưng vẫn đảm bảo được độ mỏng, tính di động cao. Thì may mắn tại công ty mình ngay lúc này, chị Ngọc Vy cũng đang rất là ưa chuộng sử dụng một con Pebble 350 đến từ Logitech. Một con chuột mình nghĩ là rất là phù hợp với người dùng Apple, đặc biệt là MacBook. Đó là một chú chuột cũng rất là nhỏ gọn với kích thước mỏng, phù hợp với chuyện đi kèm với MacBook. Tuy nhiên, vẫn có các phần nhô lên chức năng đỡ bàn tay, tạo sự thoải mái trong quá trình sử dụng. Các switch của chuột cũng tạo ra ít hơn 90% tiếng động so với các loại chuột thông thường, giúp bạn làm việc ở những môi trường công sở hiện đại hoặc quán cà phê, thư viện không gây ảnh hưởng tới người khác. Pin dùng đến 18 tháng cùng kết nối đa dạng, Bluetooth hoặc receiver cũng là những cái điểm mạnh trên con chuột này.
với giá bán chỉ 600.000 với 3 màu sắc để lựa chọn. Đặc biệt là phiên bản màu hồng rất là cute thì Pebble 350 là một trong những sự lựa chọn thay thế rất là tốt cho Apple Magic Mouse. Không phải có nhu cầu quá rộng rãi nhưng mà những chiếc webcam cũng là món đồ được rất nhiều người Apple tìm kiếm. Tại sao ư? Bởi vì những chiếc camera có độ phân giải FaceTime HD trên những chiếc iMac hay MacBook thì gần như chỉ đủ cho nhu cầu video call cơ bản. Còn nếu các bạn có nhu cầu cao hơn, ví dụ như stream, như quay vlog, như dạy học online chẳng hạn, thì những chiếc camera này gần như là không thể đáp ứng được. C922 có góc nhìn lên tới 78 độ rộng rãi cùng 2 micro giúp thu âm thanh chất lượng cao và lọc được tiếng ồn môi trường. Ngoài ra, khi mua C922, bạn còn sử dụng được phần mềm Logitech Capture độc quyền và 3 tháng bản quyền phần mềm stream chất lượng XBliss với giá 2,3 triệu đồng. Đó là một chiếc webcam rất đáng đầu tư nếu bạn thật sự có nhu cầu. Cũng giống như webcam thì những thiết bị hỗ trợ trình chiếu, thuyết trình chuyên nghiệp cũng là một cái sản phẩm mà không phải có nhu cầu quá lớn. Nhưng mà với những người làm việc chuyên biệt thì đó là sản phẩm không thể thiếu, đặc biệt là với người dùng Apple luôn yêu cầu chất lượng rất là cao với mỗi sản phẩm mà họ sử dụng. Với giá bán cao hơn hẳn, Spotlight cũng có rất nhiều tính năng hay ho. Ngoài tiếng lùi slide mà sản phẩm nào cũng làm được thì sản phẩm này còn hỗ trợ tính năng phóng to, cho phép bạn phóng to một phần slide thuyết trình của mình để người xem bên dưới theo dõi nội dung rõ hơn, đánh dấu một phần khung hình chỉ để lại phần nhấn mạnh, đặc biệt là tính năng laser kỹ thuật số để chỉ lên màn hình chiếu mà không lo bị che khuất bởi các vật thể. Đương nhiên, với giá 2,3 triệu đồng là hơi đắt so với một nhu cầu bình thường chỉ cần tiếng lùi, dừng slide. Spotlight là một cái sản phẩm phù hợp với những người cần cho mình một buổi thuyết trình chuyên nghiệp hấp dẫn, và đó cũng là lý do mình nghĩ nó phù hợp với người đang dùng đồ Apple. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì người dùng Apple thường auto lựa chọn sản phẩm đến từ thương hiệu này là bởi vì chất lượng và sự tin tưởng. Apple có thể giá cao nhưng mà ít khi nào họ không làm hài lòng khách hàng của mình cả. Do vậy, với sản phẩm cuối cùng này thì mình đã cân nhắc rất là kỹ để đưa ra một sản phẩm vừa chất lượng tốt, thời gian sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo được cái yếu tố giá thành tốt mình đưa ra ở đầu video. Cuối cùng thì Ultimate Ear Wonderboom thế hệ thứ hai là sự lựa chọn của mình. Đây không hẳn là một chiếc loa rẻ nhưng mà giá bán của sản phẩm này hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn nhận được. Âm thanh lớn với tính năng outdoor boost, hỗ trợ 360 độ, chất liệu cao cấp và khả năng chống chịu va đập đến 1,5 m cùng tính năng chống nước IP67, pin đến 13 giờ và khả năng kết nối đến hai loa để tạo thành hệ thống âm thanh vòm. Ngoài ra, với riêng mình thì đó là một sản phẩm rất là phù hợp với người dùng Apple vì thiết kế hình trụ, nhiều màu sắc độc đáo, rất có gu cùng khả năng kết nối ổn định. Bên trên là những sản phẩm phụ kiện mà mình đã trải nghiệm qua hoặc là tìm hiểu được để giới thiệu với các bạn trong video lần này dùng chung với bộ sản phẩm Apple của bạn. Và đã chia sẻ ở đầu video thì người dùng Apple thường thích những sản phẩm dùng chung một bộ như thế này, nên là mình đã cố gắng tìm tất cả những cái phụ kiện này đến từ một thương hiệu duy nhất là Logitech để mang lại cái trải nghiệm độc nhất cho các bạn. Ngoài ra thì hàng Logitech các bạn có thể mua tại rất nhiều đại lý chính hãng trên toàn quốc. Tuy nhiên, để có giá tốt nhất thì các bạn có thể ghé Tiki, Shopee hoặc Lazada. Đặc biệt tại những trang thương mại điện tử như thế này thì các bạn có thể tìm được những món hàng độc quyền, ví dụ như là con chuột Pebble 350 phiên bản màu hồng cute như thế này. Để có thêm thông tin chi tiết thì các bạn click vào đường link bên dưới phần mô tả của video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.